Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 7, Ban tổ chức diễn tập khung phòng thủ thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị bồi dưỡng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Tại hội nghị, Ban tổ chức diễn tập khung phòng thủ thành phố đã triển khai những nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị, chỉ đạo thực hành, diễn tập, vận hành cơ chế, hướng dẫn, biên soạn, xây dựng văn kiện, kế hoạch điều chỉnh của các ban ngành, hội, đoàn thể thành phố, giới thiệu lý luận về khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ, hoạt động của cấp ủy, các cơ quan, hội, đoàn thể chính trị xã hội trong diễn tập khu vực phòng thủ. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ tham gia khung diễn tập phòng thủ thành phố nắm vững những nguyên tắc cơ bản về quy trình tiến hành trong diễn tập, xây dựng các văn kiện diễn tập, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng thủ thành phố năm 2022.